Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Tàu dầu Việt Nam đến Triều Tiên trong lúc diễn thượng đỉnh Mỹ Triều. Một tàu chở 2.000 tấn xăng dầu của Việt Nam đã đến Triều Tiên ngay trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị gặp nhau ở Hà Nội. Hãng tin Reuters trích dữ liệu hàng hải của Refinitiv cho biết hôm 1 tháng 3, tàu chở dầu Việt Tinh 01 của Việt Nam đã đến gần cảng Nam Po ở phía tây Bắc Triều Tiên vào ngày 25 tháng 2, chở theo 2.000 tấn xăng dầu, dữ liệu Refinitiv ghi nhận. Tuy nhiên, không chắc chắn rằng con tàu này có dỡ hàng tại cảng Nam Po hay không. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên bị cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Theo thông tin hải trình mà tàu đã đăng trước đó thì lẽ ra tàu này sẽ giao hàng ở cảng Daesan ở Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 2. Một nhân viên của công ty cổ phần vận tải Việt Tính ở thành phố Sài Gòn, chủ sở con tàu Việt Tính 01, nói với Reuters rằng bà không biết chính xác hiện nay con tàu này đang ở đâu. Bà cho biết thêm rằng công ty sở hữu hai con tàu là Việt Tính 01 và Việt Tính Lucky, là chiếc Việt Tính Lucky hiện đang ở ngoài khơi bờ biển phía tây Thái Lan. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters, thưa quý vị. Việt Nam không tiết lộ chi phí, nhưng thu được rất nhiều từ thượng đỉnh Mỹ Triều hôm 1 tháng 3. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nói Việt Nam đã thu về được rất nhiều uy tín, hình ảnh, quảng bá du lịch từ sự kiện thượng đỉnh Trong Kim lần 2 tại Hà Nội. Khi báo chí hỏi về con số chi phí cụ thể và khoản thu về nhờ hội nghị thượng đỉnh này, ông Mai Tiến Dũng không cho biết chi tiết, nhưng nói rằng số tiền bỏ ra là không nhiều, tuy nhiên chúng ta thu lại được rất nhiều. Trang Soha trích lời ông Dũng nói từ việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều này, chúng ta được rất nhiều và có những cái nhìn thấy được, nhưng có những cái không nhìn thấy được. Với vai trò chủ nhà, chúng ta đã đạt được kết quả lớn sau hội nghị này. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm, phát huy vai trò hòa giải, dẫn dắt các mối quan hệ quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới. Ông Dũng nói, trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, đã có 218 hãng thông tấn quốc tế đến Việt Nam đưa tin với hơn 3.000 phóng viên. Việc quảng bá hình ảnh con người Việt Nam qua hàng nghìn phóng viên quốc tế tới người dân nhiều nước trên thế giới rất quan trọng. Ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, văn phòng chính phủ đã huy động các doanh nghiệp tài trợ, xã hội hóa tối đa và hạn chế dùng tiền ngân sách. Được hưởng tới 3.000 đô la mỗi bốt, còn lại 1.500 thì văn phòng chính phủ thu để trang trải cho các chi phí khác như mua đồ ăn, thức uống, phục vụ miễn phí ở trung tâm báo chí, thưa quý vị. Tù lương tâm Nguyễn Văn Hóa tuyệt thực, bản tin AFA cho biết, tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa tuyệt thực đến ngày thứ Bảy trong trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Huệ, chị gái của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa cho biết tin này sau chuyến thăm đến trại giam An Điềm hôm 26 tháng 2 vừa qua. Vào ngày 28 tháng 2, bà phát biểu với Đài Á Châu Tự Do về tình hình anh Nguyễn Văn Hóa. Lúc đó vào thăm gặp thì Hóa cũng nói luôn những vấn đề liên quan. Hóa nói ra chuyện tuyệt thực luôn. Cụ thể, chị gái về nhà viết thư cầu cứu gửi đại sứ quán và các nơi để hy vọng mọi người quan tâm và giúp đỡ Hóa trong thời gian này. Những vấn đề Hóa tuyệt thực đã ghi rõ trong thư cầu cứu. Hóa vẫn nói em sẽ tuyệt thực cho đến khi trại giam giải quyết mọi vấn đề cho Hóa. Lúc đó Hóa mới ngừng. Nếu trại giam không giải quyết thì Hóa vẫn tuyệt thực. RFA ghi rằng, theo lời của bà Nguyễn Thị Huệ, tù nhân Nguyễn Văn Hóa hối thúc gia đình đi thăm mình sớm vào tháng 3 và đi cùng một linh mục để làm bí tích sức dầu. Đây là một bí tích của Công giáo để ban ơn nâng đỡ sức mạnh tinh thần và thể xác cho những người đang yếu liệt nặng vì lý do bệnh tật, thương tích hay tuổi già. Vì vậy, gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của anh Hóa. Theo thư cầu cứu của tù nhân Nguyễn Văn Hóa mà bà Huệ nhắc đến, có nêu ra lý do mà anh Hóa tuyệt thực, đó là phía trại giam An Điềm không cho Hóa gửi đơn tố cáo, họ chỉ từ chối miệng và không có văn bản xác nhận, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc, thưa quý vị.